Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tuổi Trẻ Việt TV, nơi cập nhật tất tần tật những tin tức nổi bật, chất lượng, nhanh chóng và chính xác. Để xem hôm nay Tuổi Trẻ Việt TV sẽ mang đến cho quý vị những tin tức nóng hổi gì nào. Tiểu Bình xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sông Muôn Màu. Quý vị thân mến, như thường lệ mỗi tuần một nhân vật, và ngày hôm nay Tiểu Bình mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ với một nam ca sĩ nổi lên từ cuộc thi giọng hát Việt. Giọng ca của anh thì ngày càng trưởng thành và những bài hát của anh luôn được quý vị khán giả yêu thích. Vâng, nam ca sĩ mà Tiểu Bình đang nhắc đến không ai khác đó chính là Trúc Nhân. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ để trò chuyện với anh nhé. Xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Sông Muôn Màu. Trúc Nhân xin gửi một cái lời chúc, đó là chúc quý vị sẽ mở màn cái cuộc trò chuyện này bằng một cái tâm trạng thật là vui. Lâu lắm rồi mới có một cái talk show mà có một người giới thiệu Nhân mà rành rọt Nhân và rất là hoành tráng như vậy. Tiểu Bình thì nghe tiếng của Trúc Nhân lâu rồi, nhưng mà ngày hôm nay mới có cơ hội gặp bạn ngoài đời đây. Phải công nhận là rất đậm chất nghệ sĩ, rất là cá tính luôn. Không biết là dạo này công việc của bạn như thế nào, có bận rộn lắm không Trúc Nhân? Chắc là nếu như mà ai mà nhìn Trúc Nhân bây giờ thì sẽ phát hiện ra một cái điều, đó là Trúc Nhân ốm hơn hồi xưa. Cũng là một cái sự thật, đó là Nhân đã sụt 4 cân. Do chạy show nhiều quá hay sao? Không, tại vì do công việc nó quá nhiều. Không phải mấy ngày nay nữa mà là suốt trong những tháng nay á, có một cái project mà nó theo Trúc Nhân và nó ám ảnh Trúc Nhân luôn cả trong giấc ngủ. Đó là MV 4 chữ lắm. Đây là một ca khúc mới của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. Và nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng đã tặng ca khúc này cho Trúc Nhân cũng như là Thảo Nhi. Thì sau khi mà nghe xong ca khúc này là ôi, mình phải làm MV cho nó thôi. Và đó là nguyên nhân lý do mà nó đã chiếm hết khoảng thời gian của Trúc Nhân. Bên cạnh những cái MV ca nhạc thì bạn Tiểu Bình được biết là bạn đang thực hiện một chương trình mang tên là Quý Ông Vào Bếp, đúng không? Ban đầu quý vị vừa xem á thì đó là một cái chương trình mà Trúc Nhân vừa được mời thôi. Và cũng lâu lắm rồi mới được mời một cái chương trình mà nó liên quan đến ẩm thực. Nhưng mà mình không có được ăn. Thì mình nghĩ là chắc Trúc Nhân cũng phải là một người thích nấu nướng lắm nên mới là nhận lời tham gia chương trình này, đúng không? Thực ra thì nấu nướng là một cái sở thích của Nhân, nhưng mà là một cái sở thích nho nhỏ thôi chứ không phải là một cái sở thích lớn lắm. Thì lâu lâu nổi hứng lên thì làm rất là nhiều thứ. Thì đã từng nấu ăn đến 3 giờ sáng thì biết rồi. Vậy là nấu ăn cũng là một trong những cái sở thích của bạn, đúng không? Và bên cạnh nấu ăn thì Tiểu Bình được biết là bạn còn có một cái sở thích, đó là viết thư pháp. Điều này làm cho Tiểu Bình rất là ngạc nhiên vì bề ngoài của bạn có một cái nét gì đó rất là hiện đại trẻ trung, nhưng mà lại sở thích thì lại thích viết thư pháp. Bạn có thể chia sẻ đôi chút không? Thực ra thì cái bề ngoài trẻ trung này á, nó có khi mà Trúc Nhân bắt đầu là một người nghệ sĩ thôi. Chứ còn trước khi mà là một người nghệ sĩ thì cũng ông cụ non lắm. Khi mà Trúc Nhân là một còn học sinh lớp 9 thì thư pháp mới đến với Trúc Nhân như là một cái duyên vậy. Khi mà xem những tấm lịch treo ở trên tường á, có những cái câu thư pháp ghi ở trên đó, và Trúc Nhân đã cầm cây bút lông lên và bắt đầu nhúng mực và viết thử, thì cái niềm đam mê nó bắt đầu trỗi dậy. Và cho đến khi mà là sinh viên năm nhất, thì từ năm lớp 9 mà tôi luyện cho đến khi là sinh viên năm nhất thì Trúc Nhân đã đứng lớp và dạy thư pháp được một thời gian. Bạn đã dạy thư pháp luôn. Vậy thì mình nghĩ là những cái ngày lễ Tết thì bạn có thể viết được cho mình, tự viết những cái câu thư pháp rất là hay, đúng không? Đúng rồi. Hồi nãy thì bạn có nhắc tới mẹ và chị, thì không biết là bây giờ bạn sống một mình hay là sống với gia đình của mình hả Trúc Nhân? Nhân sống một mình chắc cũng khoảng được gần 5 năm rồi. Nhân sống xa gia đình khoảng 5 năm rồi, và bố mẹ hiện giờ thì đang ở Vũng Tàu. Trúc Nhân này, khi mà bạn quyết định bước theo con đường nghệ thuật thì gia đình có ủng hộ bạn không? Từ trước đến giờ thú thật với quý vị luôn á, là khi mà ba mẹ nói cái gì á, Nhân ít nghe lắm, nhưng mà chưa bao giờ Nhân làm cho ba mẹ Nhân thất vọng. Cái không nghe lời đó là để bảo vệ cái chính kiến của mình, nhưng khi bảo vệ được chính kiến của mình rồi, bạn phải chứng minh được rằng bạn đúng.
thì lúc đó ba mẹ mới tin tưởng vào vào bạn. Thì ngay kể từ khi mà Trúc Nhân học cấp 2 thì tất cả mọi cái việc là tập thư pháp này kia là toàn bộ mọi thứ là theo ý của Nhân hết. Và cái niềm tin đó nó từ năm này qua năm nọ, và bây giờ Nhân làm cái gì ba mẹ Nhân cũng tin vào con của mình. Và nói đến cái con đường nghệ thuật của Trúc Nhân theo đuổi á, thì đến bây giờ phải nói là bạn rất là có duyên với lại thế giới showbiz và đạt được những cái thành công nhất định, như là bạn được lọt vào top đề cử của giải cống hiến nè, rồi hai lần đạt giải là ca sĩ thể hiện của bài hát Việt nữa. Có khi nào bạn cảm thấy là mình quá may mắn không? À, nếu mà nói như vậy thì tất cả các bạn còn lại ở trong The Voice chung với Trúc Nhân á, ai cũng may mắn hết. Trúc Nhân cảm thấy mình là một trong số những người được may mắn. May mắn như vậy. Ừ. Trúc Nhân cũng biết đấy, showbiz thì cũng lắm thì phi. Và bạn vừa mới vào nghề thì cũng không may mắn vướng phải những cái scandal. Đôi khi á, thì người ta lại thông cảm cho Trúc Nhân, nhưng mà cũng có một số người lại cho rằng đây là một trong những cái chiêu PR đánh bóng tên tuổi của mình. Không biết là Trúc Nhân suy nghĩ như thế nào về điều này? Cái scandal mà do mình tạo ra mới là không may mắn. Còn đây là một cái thiên tai nó ở trên trời, nó ập xuống trên đầu Nhân, trong khi đó mình không biết cái gì hết. Rồi xong mình đứng ra để mà mình bảo vệ cho bản thân mình. Đó là một cái chuyện rất đương nhiên. Bất cứ một người ca sĩ nào trong một năm họ cũng lên kế hoạch từ đầu năm cho đến cuối năm, họ ra sản phẩm rải rác để mà giữ tên tuổi của mình lại. Vậy là đồng nghĩa với việc khi bạn có một cái chuyện gì bất trắc là không bao giờ bạn được lên tiếng sao? Không phải cái điều đó. Thà bạn nói một lần rồi bạn im luôn và bạn bước đi trên một con đường sạch sẽ, không có ai làm váy bẩn tên tuổi của bạn. Đó là cách lựa chọn của Trúc Nhân. Một trong những ca khúc hit của anh mang tên là Tìm, cùng với sự kết hợp với nữ ca sĩ Vân Mai Hương. Thì không biết là anh có thể chia sẻ đôi chút về ca khúc này không ạ? Cứ nhắc đến ca khúc này và những cái kỷ niệm của hai anh em nó hiện lên trong đầu Nhân nhiều lắm. Và Trúc Nhân rất là quý Vân Mai Hương, Trúc Nhân quý Vân Mai Hương lắm. Tại vì trẻ tuổi nhưng mà khi mà làm việc với Vân Mai Hương, Trúc Nhân cảm thấy mình rất là may mắn khi mà được tiếp xúc với một cô bé chuyên nghiệp, rất có năng khiếu và tài năng. Và Trúc Nhân cảm thấy cái bài hát đó nó được gửi tặng đến cho quý vị khán giả theo một cái cách mà Trúc Nhân mong muốn nhất. Trong MV thì em thấy là anh Trúc Nhân với Vân Mai Hương khá là thân thiết với nhau. Thì mối quan hệ ngoài đời đích thực của hai người là gì? Mối quan hệ của Nhân và Vân Mai Hương hả? Một đứa tỉnh và một đứa tỉnh hơn. Chơi với nhau là hai đứa siêu tỉnh. Siêu tỉnh luôn. Nói đùa thế thôi chứ Nhân và Vân Mai Hương là hai anh em rất là thân với nhau ở ngoài. Và không chỉ là Vân Mai Hương đâu mà Trúc Nhân còn có một sự kết hợp với lại Thảo Nhi trong ca khúc là Bốn Chữ Lắm nữa. Trúc Nhân có thể chia sẻ đôi chút về ca khúc này không? Tại sao là lựa chọn Thảo Nhi để kết hợp hả? Khi mà nhắc đến ca khúc Bốn Chữ Lắm á, thì cái người mà Trúc Nhân nên cảm ơn nhiều nhất không phải là Thảo Nhi, mà là nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. Nếu như không có người sáng tác ra ca khúc này thì Trúc Nhân và Thảo Nhi sẽ không có cơ hội để thể hiện cá tính của mình một cách sắc nét như vậy. Đó, thì khi mà nghe nói về cái bài này ấy, là anh Thắng lấy cảm hứng từ Hòn Vọng Phu. Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm chứ đau lắm. Đó, thì nó nói về một cái người đứng đợi cái người yêu của mình ở xa. Nó nói về một cái sự yêu xa ở trong này nữa. Thì khi mà Phạm Toàn Thắng hát ca khúc này cho Nhân nghe, Trúc Nhân nó có một cái sự phấn khích rất là dữ dội. Và khi mà thu âm ca khúc này với lại Thảo Nhi á, Trúc Nhân đã bắt Thảo Nhi nếu như mà thu đi thu lại ca khúc này, nếu không lầm hình như là 7-8 lần gì đó. Và những cái lần Trúc Nhân đứng ở ngoài và giám sát á, Nhi bị áp lực đến mức mà Nhi không hát được một câu nào luôn. Cho đến bữa hôm sau Nhi phải lén lên phòng thu và thu lại ca khúc đó không có Nhân thì Nhi mới thu được ca khúc đó. Tính Nhi cũng vô tư này nọ lắm, cho nên là cần một người như Nhân để mà kìm Nhi lại. Anh Trúc Nhân này lắng nghe ca khúc này thì Tiểu Bình thấy có một cái sự kết hợp rất là độc đáo giữa dòng nhạc dance electronic với lại là dòng nhạc dân gian đương đại. Một cái sự độc đáo đã để lại cảm xúc cho người nghe rất là nhiều đấy. Và không biết là bên cạnh cái ca khúc này thì sắp tới Trúc Nhân còn có những cái ca khúc nào mới không? Sau ca khúc này á, sẽ là một ca khúc mà phải nói là nhanh nhất Việt Nam. Cái cảm giác của Trúc Nhân khi mà Trúc Nhân hát xong, Trúc Nhân quay qua hỏi mấy anh ban nhạc: ủa mấy anh này, cái lưỡi của em đâu mất tiêu rồi? Thì tiết lộ cho quý vị, đó là ca khúc Vẽ của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. Thì có một cụm
7 hoặc là 8 câu gì đó mà Trúc Nhân chỉ hát trong vòng 5 hoặc 6 giây thôi. Vết tôi đang ở đâu, tôi chìm sâu vào trong cơn mê đắm, vẽ tôi đi tìm lại những mảnh ghép hành lãnh cuộc đời tôi. Đó, nó vậy đó. Một con người rất là vui vẻ như thế này thì Tiểu Huỳnh nghĩ là chắc Trúc Nhân cũng đã có được một nửa kia của mình rồi chứ nhỉ? Một nửa còn lại của Trúc Nhân á, mà cái điều lớn lao nhất ở trong cuộc đời của Trúc Nhân á, thực tế nha. Ừ. Tại vì nhân không có quen cái kiểu là mình phải nói cho văn hoa này nọ, nói giảm nói tránh cái kiểu. Một nửa còn lại của Trúc Nhân lúc nào cũng nằm ở trong túi của Trúc Nhân hết trơn. Dạ, tức là lúc nào cũng đồng hành với mình hay sao? Đó là tiền đó. Không thể thiếu luôn. Đó là cái điều quan trọng nhất trong cuộc sống này. Nhưng mà Tiểu Bình đang nói về tình yêu cơ. Bây giờ một ngày á, Trúc Nhân có thể ngủ được 4 đến 5 tiếng. Và khoảng thời gian tất cả còn lại Trúc Nhân đều dành cho công việc. Rồi bây giờ mà yêu nữa là... chắc chết quá. Tức là không có thời gian để yêu chứ không phải là không muốn yêu đúng không? Nhưng mà Tiểu Bình nhớ là Trúc Nhân đã từng chia sẻ là Trúc Nhân thì không có quan trọng chuyện giới tính. Không cần là phụ nữ hay đàn ông. Miễn là người ta yêu mình thì Trúc Nhân sẽ yêu lại. Đúng như vậy không? Đúng. Cái tình yêu thuộc một cái giới tính nào cũng đáng trân trọng, miễn là nó xuất phát từ trái tim và nó thật. Đúng rồi. Chứ nó không có giả tạo. Thì nó đều đáng được trân trọng. Và Nhân cũng là một người đồng quan điểm với câu nói đó. Trúc Nhân này ngày hôm nay rất là vui vì bạn đã tham dự chương trình. Và Tiểu Bình mong muốn là có nhiều thời gian hơn để nói chuyện với bạn. Nhưng mà đến đây thì cũng là cuối thời lượng của chương trình rồi. Trước khi chia tay với quý vị khán giả thì không biết là Trúc Nhân có muốn chia sẻ điều gì không? Trúc Nhân cảm thấy mình rất là may mắn và cũng hạnh phúc lắm khi mà được mời đến một cái chương trình và có một ekip vì mình để hả chỉ ngồi nghe mình nói chuyện và để được tâm sự và để được gửi gắm những cái sản phẩm của mình đến cho quý vị bằng con đường nhanh nhất. Trúc Nhân rất là cảm ơn chương trình đã cho Trúc Nhân có cơ hội này. Trúc Nhân chúc cho tất cả quý vị khán giả sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe, luôn có thật nhiều niềm vui, luôn có thật nhiều may mắn trong cuộc sống và luôn có thật nhiều tiền nhé. Chúc như thế này thì chắc ai cũng thích. Rất cảm ơn Trúc Nhân đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn Tiểu Bình, cảm ơn tất cả quý vị khán giả, cảm ơn chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào một ngày không xa. Quý vị khán giả thân mến, qua những phút giây trò chuyện ngắn ngủi cùng chương trình thì chúng ta cũng đã tìm hiểu thêm được rất nhiều điều thú vị từ Trúc Nhân đúng không nào? Tiểu Bình hy vọng là quý vị sẽ luôn yêu thích và theo dõi chương trình vào khung giờ này hàng tuần nha. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng không còn nữa. Mọi chi tiết đóng góp xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ Trung tâm sản xuất phim truyền hình Tuổi Trẻ Việt, 286/2B, Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc quý vị cũng có thể gửi thư qua địa chỉ email tuoitrẻviet.ttv@gmail.com. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Video đến đây là hết rồi, hãy để lại bình luận của bạn cho chúng tôi biết nhé. Và đừng quên like, share cũng như nhấn nút subscribe để ủng hộ Tuổi Trẻ Việt TV nha.